ba bước nữa là tới ghế rồi. Rồi chúng ta ngồi vào ghế nha. Rồi đã ổn định vị trí chỗ ngồi, các bạn có thể mở mặt nạ ra nè. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ giới thiệu, nói lớn lên để cho người bạn bên kia có thể nghe rõ nha. Mời bạn trai. Xin chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Em là Lưu Văn Toán. Em đến từ một vùng núi của Tây Nguyên, nơi có rất nhiều cà phê, đó là tỉnh Đắk Nông. Em sinh năm 1990. Nghề nghiệp của em là nhân viên lái xe cho công ty dịch vụ du lịch. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Mình tên Đỗ Thiên Hương. Quê của mình ở Phú Yên, nơi mà có nói chung là rất là nhiều cảnh đẹp. Tường chưa được tới Phú Yên lần nào, nghe nói cũng rất là đẹp mà chưa đi. Em vào trong này lâu chưa? Dạ, em vào cũng khoảng 6 năm rồi chị. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm công việc là kiểm hàng chị, ở bên quận Bình Tân. Năm nay em 25 tuổi chị. Thế bạn trai làm công việc là tài xế lái xe, thì đây là một công việc mà nhiều bạn gái cũng không có thích lắm. Thì bản thân em thì em nghĩ gì về cái công việc này? Em không có kỳ bất cứ công việc gì hết chị, nên bạn đối diện có công việc gì thì em cũng không có ai. Thu là con người thôi, dạ, không phải là do công việc, đúng không? Đúng rồi. Mà người ta nói tài xế đi đâu có bạn gái đó, có không em? Dạ, cái đó là từ xa xưa, nhà mấy anh tài xế mà đường dài thì cũng có, không phải ai cũng như vậy. Em là đường ngắn hay đường dài? Dạ em chỉ đường ngắn trong khu vực nội thành, chạy vòng vòng trong chỗ làm, khu vực mình làm việc thôi, đúng không? Rồi thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á, tính nói chung là em biết nấu ăn, biết quan tâm người khác, với lại dễ nói chuyện, dễ răng. Khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em á là em hay quên lắm chị. Nếu mà bạn có một bạn nào đó rủ em á đi chơi á thì có thể tới ngày hôm đó là em không thể nào nhớ được là coi như mình không lưu du lịch, mình không ghi chú. Chính vì vậy nên thường thường á có một số việc mà quan trọng á là em hay ghi vô cuốn sổ hoặc là đặt cài hẹn lịch. Đúng rồi. Nhược điểm của em nữa là hay nói thẳng, em nghĩ gì em sẽ nói đó. Khi cái sự thẳng thắn của mình quá, những người ta không hiểu mình sẽ mất đi rất là nhiều cái cơ hội trong cuộc sống. Cho nên nếu được thì mình cũng nên kềm hãm lại một chút xíu em nha. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em vui vẻ và hài hước. Em biết nấu ăn và chia sẻ những công việc gia đình mà bạn nữ có thể làm. Tình trường của mình thì sao? Cách đây hơn 2 năm thì em có một mối tình. Trong khoảng 1 năm là bọn em chia tay. Bạn ấy còn nhớ được, vẫn nhớ một người yêu cũ từ hồi còn đi học cấp 3 chị. Điều này thật là khó chấp nhận. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa chị. Chưa? Chưa có mối tình nào hết hả? Ủa thế từ hồi đi học tới giờ luôn mình cũng không có quen ai? Dạ không chị. Mình có để ý ai hay là có ai để ý mình không? Người để ý thì có. Nhưng mà giống như em gặp thì em nói chuyện với bạn đó là nói chung là không có cảm tình rồi, cũng không có tình cảm á. Nói chuyện với mấy bạn trai thì hình như em hơi ngại á chị. Ngại cái gì? Em cũng không biết là em ngại gì. Tự nhiên gặp cái xong rồi cái em nói, nhiều khi em nói không được luôn. Mà em có thích trai không? Dạ có. Có không? Dạ có. Thì em có thích bạn gái không? Không. Em cũng không chắc biết. Quá lúc đi học thì cứ lo học vậy đó chị. Xong rồi khi mà ra trường á thì em cứ suy nghĩ là lo tìm được công việc ổn định đã, rồi sau đó thì mới kiếm được người khác vậy. Bây giờ em có muốn chưa? Bây giờ thật sự em có muốn có bạn trai không? Dạ có. Mẫu người bạn trai lý tưởng của em muốn tìm là người như thế nào? Mẫu người bạn trai lý tưởng của em là phải cao hơn em. Cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m73. Người ta hỏi bên đây cao bao nhiêu? cao trên 1m6 chị. Trên 1m6, lâu đây 1m7 chuẩn rồi đó. Không bị hói đầu, không có râu. Bạn đó là phải chung thủy, chân thật, có trách nhiệm với gia đình. Có trách nhiệm gia đình, gì nữa? Không nhậu nhẹt, nói chung là không vũ phu á chị. Có vũ phu không em? Dạ không ạ, em rất thương bạn gái. Đừng đánh bạn gái dù chỉ là một cành hoa hồng, có đánh thì đánh bằng cái chỗ trà nha. Với lại em thích bạn trai là bạn có thể hát. Biết hát không? Dạ em hay hát nhưng mà hát không hay với không thuộc lời. Bây giờ cổ nói biết là cổ chỉ thích bạn rồi. Trai biết hát là được, bây giờ phải hát cho cổ nghe một đoạn liền. Dạ biết hát. Rồi xin mời em. Anh muốn nói với cả thế giới rằng anh đã yêu yêu em mất rồi. Anh muốn nói với cả thế giới rằng trong trái tim anh yêu mình em. Tình yêu anh trao đến em sẽ không còn một ai thay thế. Trái tim anh đã thuộc về em. Được á, chị thấy nghe được là có nghĩa là hay rồi đó. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa ý chưa? Dạ vừa ý rồi. Rồi, giờ em
Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn gái là hiền lành, dễ thương một chút xíu, không ăn chơi, không đua đòi, không nhuộm tóc, không sơn móng tay loè loè, không xăm hình. Ăn dâm này gia trưởng rồi. Thời buổi thời đại 4.0 mà cô gái không nhuộm tóc, không ăn chơi loè loẹt, không sơn móng tay. Trời ơi. Chắc tôi là cái gì rồi, tôi là quỷ hay là người quá. Dạ không vậy. Tìm đi, cổ là ai trong những cô gái này? Đoán trúng có thưởng, đoán sai bị phạt. Hãy cho ảnh ba cái gợi ý. Tính em rất là hiền, thích đi du lịch. Hai, cho mày chết nha cưng. Cái thứ ba cưng. Em thích xem phim. Đó, thích đi du lịch, thích xem phim. Cô nào trong ba cô này? Bạn này ạ. Bạn đó phải không? Rồi, cầm đi, rồi tôi mở cửa ra rồi dòm nha. Xin mời quý vị, tại thời khắc quan trọng chúng ta sẽ mở cửa trái tim để cho đôi uyên ương này gặp nhau, xem cái cảm nhận của họ lần đầu tiên khi mà trò chuyện với nhau có nhận ra nhau hay không. Một, hai, ba, cầm hình lên đi cưng, cầm hình lên để dò đi cưng. Cho chị Tường biết kết quả nha. Kết quả xổ số chiều nay. Chào. Đó. Em chào anh. Sai rồi chị ạ. Sai rồi chị ạ. Sai rồi giờ phạt gì đây? Em muốn anh phạt ảnh cái gì em nói đi. Hít đất thục dầu, kể chuyện vui, ho. Em muốn anh làm gì? Kể chuyện vui đi chị. Kể chuyện vui, kể, à, nãy em nói em vui vẻ. 1, 2, 3, bắt đầu. Hết thời gian, đứng lên đây thục dầu cho tôi 10 cái, nhanh lẹ. Đây không có chỗ, có chỗ bắt hít đất rồi. Đi thục dầu hồi nhỏ có đi học không? Dạ không. Có khi nào bị phạt, bị giáo viên bắt thục dầu chưa? Dạ chưa. Chưa, bây giờ cô giáo Tường bắt thục dầu. Hai tay chéo qua nắm hai cái lỗ tai. Đứng lên ngồi xuống 10 cái. 10 cái á. Đúng rồi. Bắt đầu, đếm đi em được phạt mà. 1 2 3 4 5 7, 8, 9, 10. Qua cái chương trình bà muốn hẹn hò phiên bản hẹn ăn trưa, tôi xin đổi phương pháp hít đất qua thục dầu nha quý vị. Trên tay Tường sẽ có một cái sắp bài như thế này ha. Trong này là những cái yêu cầu. Các bạn có sẵn sàng chơi một trò chơi với nhau. Chúng ta sẽ bốc thăm ai mà trúng cái yêu cầu gì trong này sẽ thực hiện cái yêu cầu ở trong đó. Em gái trước đi, bạn trai đang thở, có vẻ hơi mệt sau 10 cái thục dầu. Tướng có vẻ hơi ốm. Đọc lên đi em. Bạn hãy hôn tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? Mới thục dầu xong có thưởng liền luôn. Hôn he hửi vậy. Cảm nhận như thế nào? Em cũng không biết nữa chị. Hồi đó giờ có hôn tay ai chưa? Dạ chưa chị. Có lẽ bạn ấy chưa yêu ai bao giờ nên bạn ấy thôi. Bốc thăm đi em. Điều điên nhất em từng làm là gì? Em thấy mình em bình thường, em đâu có điên đâu chị. Em thấy em không có gì điên. Em không nói gì lui là em sẽ bị phạt đó. Dạ, nếu dạ, em không... bạn hiền quá nên không thể điên được ạ. Đừng có binh vực. Bây giờ mà không trả lời là bị phạt. Không, thực sự là không có chị. Bị phạt 10 cái sục dầu cho tôi, đứng lên. 5 cái thôi chị. Không có, tôi là 10 cái, 5 cái thì em lên thục 5 cái cho vui. Hai đứa lên cùng thục đứa 5 cái, lên. Em hỗ trợ bạn không? Hỗ trợ 5 cái, tao mặc áo đầm bắt ra thục cũng hơi tội. Kệ, cô giáo Tường ác lắm mà xưa đi học. Trời ơi, cô giáo. 1 2 Nguyễn Ương thục dầu. 3 4 5 Rồi được rồi, ủa sao, được rồi em, ta phụ mình 5 cái rồi cưng, về chỗ đi. Trời ơi, cô này cô hiền dữ vậy trời. Rồi bây giờ đói bụng rồi ha, thục dầu mệt rồi ha. Dạ. Thì các bạn sẽ được thưởng thức món ăn ngon do chị Tường đã đặt sẵn cho các bạn. Xin mời. Rồi, trước mặt hai bạn là món cơm kim chi và món cơm bò chua ngọt. Chị Tường đã gọi điện đem tới cho hai bạn. Đây là cái món những thức ăn nhanh để sau này mình có thể mình đang đi chơi hẹn hò đâu hoặc đi picnic đó, mình có thể điện thoại là trong vòng hả, chỉ cần 15 phút thôi là người ta giao đến cho mình luôn. Có số điện thoại hotline trên này luôn nè, 0286275 4069. Ở còn nếu mình muốn trực tiếp á, mình có thể chạy ra 219 Đề Thám, quận nhất, phường Phạm Ngũ Lão á, là mình mua trực tiếp ở đó rồi mình đem theo. Cái này gọi là take away á, mua xong đem về. Mời 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 cuối ra ăn đi, còn nóng hổi luôn nè. Mời đó tường, mời rồi mở ra, mở ra ăn đi em. Ăn rồi mình tâm sự với nhau nha. Cho các bạn bù lại, hồi nãy tôi phạt các bạn nặng quá, tôi cho các bạn ít phút để trò chuyện một chút xíu nữa Tường sẽ quay trở lại nha. Rồi anh ơi, em thấy em nhuộm tóc vậy rồi có
phù hợp với cái người mà coi như anh ấy không? Ừ, theo anh thì nhuộm tóc không hề là quá, nhuộm tóc gọi là nhẹ thôi thì nó sẽ đẹp hơn. Anh không thích người con gái mà lẻ loẹt quá. Tại đẹp. Vì hồi trước kia, nói chung là em cũng để tóc màu đen á, em để hoài luôn, em chỉ mới nhuộm gần đây thôi. Em thấy em để tóc màu đen thì cái mặt em nó hơi tối á, nhìn cứ u buồn sao á. Ủa anh làm vậy anh đi đường xa á, nếu mà anh hay đi vậy á thì nói chung là có cái thời gian rảnh không? Mỗi tuần thì anh được nghỉ một ngày lễ thì anh vẫn luôn được nghỉ. Rồi, nãy giờ tâm sự nhau được thêm được nhiều không? Dạ được, hiểu cảm nhận về bạn ấy nhiều hơn. Nhưng mà bạn ấy có vẻ hơi rụt rè, em thấy như thế nào? Không sao, bạn ấy lần đầu bạn mới biết yêu nên là như vậy chị. Và bây giờ là đến lúc quan trọng nhất của chương trình. Bây giờ trước khi mà chúng ta quyết định bấm nút hẹn hò với nhau, hai bạn còn điều gì muốn nói với nhau nữa hay không? Hãy nói lên cảm nhận của mình, suy nghĩ của mình về lần đầu tiên gặp mặt. Đến với chương trình anh có một món quà. Đây là một cuốn sổ Hãy sống là chính mình. Và bên trong là những trang giấy trắng. Và những gì em suy nghĩ, tâm sự của em khi mà không chia sẻ được với ai, em có thể viết lên đó. Em cũng có một món quà em muốn tặng người đối diện. Cũng cả tâm ý của em luôn á chị. Em làm hả hay sao? Dạ em tự em làm. Đẹp quá chị Cát Tường ơi. Thiêu quá hả trời, chị Tường nói lên cái ý nghĩa em muốn bạn đó đi với em hết quãng đời còn. Ồ, nhưng mà nó vẫn còn thiếu một phần đó chị. Thiếu cái gì? Nó thiếu cái kim đồng hồ. Thiếu cái kim đồng hồ, tại sao em không theo cái kim đồng hồ? Em muốn bạn đó hoàn thành nửa con lại. Cái đó là chỉ là rách vô thôi chị. Bạn ấy muốn em đi với bạn ấy hết cả cái quãng đời còn lại. Và nếu em làm được điều đó em hãy gắn cái kim đồng hồ vào. Thiêu hết rồi giờ chỉ mua cái kim đồng hồ gắn vô thôi. Rất ý nghĩa và bức tranh rất đẹp. Đây là một cô gái rất là tỉ mỉ và rất sâu sắc. Mặc dù chưa yêu lần nào nhé. Đến lúc chúng ta sẽ quyết định nha. Hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Nếu chúng ta thật sự có rung động với đối phương thì mới bấm nha. 1 2 3. Hết thời gian, rất nhanh lẹ và rất là nhịp nhàng với nhau. Chúc mừng hai em nha.